Xin chào cả nhà, em Quá ở Vĩnh Thạnh, Cần Thơ ha. Chuyên gia bán đồ gia dụng nội địa Nhật. Em gửi lời chào và chúc sức khỏe tất cả các quý khách cô chú anh chị em đều được mạnh khỏe, làm ăn phát tài phát đạt ha. Một con ủi duỗi tóc ha. Con này siêu tiết kiệm, siêu mềm luôn. Của Nhật nè ha. AC 100V, 120W. 100, 120W, 16W, rất là nhẹ, ma da da băng đàng hoàng. Con này chung ngoại hình đẹp. Nó có cái này là bị đứt ha. Em hàng cấm trị lên rồi. Em hàng chấm là ok rồi ha. Em hàng 2-3 lớp là yên tâm dùng, không có gì hết. Đó. Ngoại hình là đẹp. Con này điện 100V hoặc 120V ha. 120 là của Mỹ á, 100 là của Nhật, 220 Việt Nam với Trung Quốc ha. Đó, cái này công tắc là ha. Giờ em test thử cho quý khách xem ha. Nói chung là nó ấm ấm ha. Chà, không có thấy số ha. Hiện giờ ở miền Nam mình là tầm 27 độ, 28 độ ha. Không có nóng hơn được. Đem lên nè. À, nó lên rồi ha. 40 độ ha. Em buông ra. Là nó sẽ trả về 20 mấy độ lại ha. Rồi ok ha, xài tốt nha. Tại vì nó nóng với nhau hết. Còn bình thường thì 29 độ ha. Nè em đưa vô nè ha. Không xài mình tắt cái này ha. Rồi ok. Quý khách cô chú anh chị em nào có nhu cầu mua dùng xài, hay là biếu tặng hay gì đó, hay tặng bạn, hay tặng mẹ ba, hay mấy cô ủi tóc, ủi tóc đó. Hàng này hàng Nhật nội địa ha. Nên xài rất là bền. Giá quá rẻ, 100 ngàn ha. Ship 30 ngàn toàn quốc nha. Rồi quý khách cô chú cho em nào có nhu cầu mua thì liên hệ em qua Zalo, Facebook, YouTube, Chợ Tốt, Messenger, TikTok ha, qua số điện thoại 0939 396 480 ha. Rồi, một lần nữa em cảm ơn tất cả các quý khách cô chú anh chị em đã ủng hộ trong thời gian qua. Em xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.